Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục review cho các bạn xem cảnh núi khỉ Pipa nha các bạn. Giỡn cả 2 tiếng đồng hồ luôn mà nó không biết mệt là gì, giỡn mà giỡn như khỉ vậy đó. Con lớn cắn con nhỏ, rồi con nhỏ cắn con lớn, còn như là nó giỡn mà chứ không phải là nó cắn lộn gì đâu. Nó gọi là cha con dòng họ gì đó tụ hợp lại với nhau ngồi giỡn chơi vậy đó. Đây hai bạn này nằm nè, hai bạn này nằm nằm giữa đường luôn nha các bạn. Đó, nằm giữa đường luôn, vật lộn chơi giữa đường vậy đó. Đường hôm nay cũng vắng vẻ, khi nào mà có xe lên thì mấy anh chạy vô lề, còn không thì em nằm giữa đường chơi vậy đó. Đây đằng kia à, đó đằng đây là nguyên một nùi luôn nè. Bây giờ thêm một bạn vô nữa tham gia nha. Đấy, thêm một bạn nữa tham gia, ba con cắn nhau cắn tùm lum luôn, không có phe, gọi là tam quốc luôn. Vô vô lại vô lại vô lại, có xe vô lại. Cái này là nó chơi dưới đất nha, nó mà lên nóc nhà nó chơi là rầm 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 luôn cả 2 tiếng đồng hồ trên nóc nhà, muốn điên cái đầu luôn. Ba nhóm luôn, ba nhóm mạnh nhóm nào nhóm đó chơi. Đây, bà mẹ đây,
ẩm con đu dưới bụng lòng thòng à. Đó. Đây, anh này qua tham chiến. Đó, chia nhau 3 nhóm. Mạnh nhóm nào nhóm nãy chơi à. Đó, đó, đó. Nhảy mầm trên lóc nhà vậy á. Cái nhóm ở đằng đây nó giỡn dai lắm nè. Nhóm đó. Ở trên núi Vi Ba này nếu mà không có khách mà cũng vắng xe là mấy ảnh cứ nằm lăn ra giữa đường vậy chơi, nằm lăn lộn như giữa đường luôn đó. Ok. À, có tín hiệu có đồ ăn ra không? Anh bù lại đặng à, bắt đầu mấy anh nè. Không biết có gì ăn không nữa mà mấy anh bù quá trời. Không có gì ăn không nữa. Cái gì á? Thì anh đẩy xe ra đây.